Tôi xin chào tất cả các bạn. Ở tiết toán trước, các con đã biết cách thực hiện phép cộng phân số, biết cách thực hiện phép trừ phân số. Tiết toán ngày hôm nay, cô sẽ giúp các con biết cách thực hiện phép nhân các phân số. Để biết được muốn nhân hai phân số ta làm như thế nào, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi vào tiết toán phép nhân phân số. Cô có ví dụ như sau. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4/5 mét và chiều rộng 2/3 mét. Bạn nào có thể cho cô biết muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta sẽ lấy số đo của chiều dài nhân cho số đo của chiều rộng. Cô sẽ có phép tính như sau. 4/5 nhân 2/3. Để biết được 4/5 nhân 2/3 có kết quả là bao nhiêu, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau tìm ra kết quả của phép tính nhân này bằng hình vẽ như sau. Cô có hình vuông, mỗi cạnh dài 1 mét. Vậy hình vuông có diện tích là bao nhiêu? Có bạn nào biết không? Hình vuông có diện tích bằng 1 mét vuông. Cô sẽ chia hình vuông này thành các ô bằng nhau. Cô chia hình vuông này thành các ô bằng nhau. Cô sẽ chia thành 3 hàng. Và mỗi hàng như thế sẽ có 5 ô. Vậy bạn nào có thể cho cô biết hình vuông có tất cả bao nhiêu ô? Mỗi ô có diện tích bằng bao nhiêu mét vuông? Hình vuông có 15 ô. Mỗi ô có diện tích bằng 1/15 mét vuông. Cô có hình chữ nhật có chiều dài là 4/5 mét, chiều rộng là 2/3 mét. Các con hãy quan sát cho cô hình chữ nhật này. Hình chữ nhật này sẽ có 2 hàng và mỗi hàng sẽ có 4 ô. Vậy hình chữ nhật tô màu chiếm bao nhiêu ô? Hình chữ nhật tô màu sẽ chiếm 8 ô. Vậy diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu mét vuông? Cô cho các bạn 1 phút suy nghĩ. Các con đã có đáp án chưa nào? Bây giờ các con hãy xem đáp án của các con có giống với đáp án của cô không nha. Vậy diện tích hình chữ nhật sẽ bằng 8/15 mét vuông. Vừa rồi chúng ta vừa dùng hình vẽ trực quan để chúng ta tìm ra được diện tích của hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép nhân như sau. Diện tích hình chữ nhật là 4/5 nhân 2/3 bằng 8/15 mét vuông. Bạn nào có thể cho cô biết 8 chính là kết quả của phép tính nào? 8 chính là kết quả của phép tính nhân 4 nhân 2 bằng 8. Vậy 4 và 2 này chính là gì của các phân số trong phép nhân 4/5 nhân 2/3, các con biết không? 4 và 2 này chính là các tử số trong phép nhân của các phân số 4/5 và 2/3. Tương tự như thế, 15 chính là kết quả của phép tính nhân 5 nhân 3 bằng 15. Và 5/5 và 3 này chính là các mẫu số của phép nhân 4/5 nhân 2/3. Vậy vừa rồi cô vừa thực hiện xong phép tính nhân hai phân số. Vậy từ cái bài này, bạn nào có thể rút ra được quy tắc cho cô muốn nhân hai phân số ta làm như thế nào? Có bạn nào biết không? Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn nữa, cô có thêm một ví dụ như sau.
diện tích hình chữ nhật có chiều dài 3/5 m và chiều rộng 1/2 m. Giải diện tích hình chữ nhật là lấy 3/5 nhân 1/2. Bây giờ cô cho các bạn 1 phút để tìm kết quả của phép tính nhân này cho cô. Các con đã có kết quả chưa nào? Và đây là kết quả của cô. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số, chúng ta có kết quả là 3/10 m². Đáp số 3/10 m². Vậy bạn nào có thể cho cô biết muốn nhân hai phân số ta làm như thế nào? Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Và đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Các con hãy dựa vào quy tắc tính phép nhân phân số, dựa vào kiến thức cô vừa giảng dạy cho các con. Các con hãy cố gắng hoàn thành cho cô bộ câu hỏi. Nếu có thắc mắc gì, các con hãy phản hồi lại cho cô biết nhé. Cô xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tiết học toán ngày hôm sau. Cô xin chào các bạn. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Xin chào các bạn.